Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ba Vạch. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực và vệ sinh đầu in của chiếc máy in GT800. Thì đầu tiên để lắp giấy mực thì chắc chắn rồi, mình sẽ cần một cuộn giấy và một chục mực và một chục thu mực. Đầu tiên thì mình sẽ lắp chục mực vào cuộn mực. Thì lưu ý là mực của mình là mực outside thì các bạn phải quay mặt mực của mình sẽ áp xuống mặt giấy và mình sẽ lắp lên trục mực như thế này. Đấy. Tương tự với trục thu mực, mình sẽ lấy cái lõi và nhét vào cái trục giấy để lên phần trên của men. Thế là đã hoàn thành việc lắp mực. Đây là giấy. Giấy thì đơn giản hơn, các bạn chỉ cần cái này ra và để cái cuộn giấy lên trên cây và kéo ra ngoài. Sau đó dùng một miếng tem để dán mực lên phía trên cái lõi thu. Và quấn lại cho đến khi mực nó đã qua những cái vật nhăn đi. Các bạn lưu ý là khi mà quấn lên thì mình hãy để ý ở đây là đừng để cho mực nó bị nhăn ngay chỗ khúc đầu in này. Thì nó sẽ được cái chất lượng in tốt nhất. Đó. Đó là xong việc hoàn thành cách lắp giấy mực của chiếc máy GT800. Thì tiếp theo đó thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh đầu in. Thì để cho chiếc máy nó có thể sử dụng được lâu hơn, bền hơn thì mình phải thường xuyên vệ sinh đầu in. Thì đây là cái đầu in của máy. Nó sẽ có một miếng thanh kim loại trắng nhỏ ở trên cái màu đen này. Mình để nhìn kỹ thì sẽ thấy. Thì đó là phần đầu in tiếp xúc với mực và giấy của men. Thì đầu tiên các bạn cần một miếng bông gòn và cồn 90 độ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tẩm cồn vào bông gòn. Và sau đó quét nhẹ lên đầu in. Các bạn lưu ý là chỉ được quét qua một lần, đừng lấy tay chà qua chà lại nhiều lần. Thì nếu mà làm vậy thì sẽ cái bụi ở trên sẽ làm xước đồ in. Chỉ cần vệt qua một lần và lấy miếng bông gòn khác. Và làm như vậy. Lật miếng bông gòn lại và lau ngược lại. Các bạn lau cho đến khi nào mà nó trên bông gòn trắng và không còn một miếng bụi nào thì lúc đó đã hoàn thành việc lau đầu in. Tiếp theo đó thì các bạn cũng nên lau thêm cái trục roller ở dưới thân máy khúc phía này. Mình cũng lấy một miếng bông gòn và tẩm cồn vào, sau đó lau cuộn trục roller lên và tiếp tục lau cho nó thật hết cái phần trục. Đợi khoảng 30 giây đến 1 phút thì cồn nó sẽ bay hơi đi và các bạn sẽ lắp giấy mực vào và in lại bình thường. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực và vệ sinh đồ in của máy GT800 này. Thông qua video này, mình hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn trong việc sử dụng máy GT800 này nói riêng và các dòng máy in mã vạch nói chung. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch qua hotline 1900 3438 hoặc có thể truy cập các đường link bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp các bạn ở các video lần sau. Chào và tạm biệt.